Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi cập nhật được, tính đến thời điểm hiện tại, 14 giờ ngày hôm nay, 17 tháng 9, trên cả nước đã xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin về vụ tai nạn diễn ra tại đường ngũ hành sơn thuộc thị trấn sapa tỉnh lào cai khiến hai người tử vong vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng nay, một nam thanh niên sinh năm 2004, trú tại thị xã Sapa, điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 24P17353 đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 89F10384 do một nam thanh niên khác cũng sinh năm 2004, trú tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai điều khiển. Cú va chạm khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, hai xe máy nằm khá gần nhau, đầu bị biến dạng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, Cả hai nạn nhân trong vụ tai nạn trên đều chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy. Vụ tai nạn thương tâm này cũng là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái, tuyệt đối không được để con trẻ sử dụng các phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Cũng trong dạng sáng nay, vào khoảng 2 giờ tại quốc lộ 51, đoạn qua địa phận phường Long Bình Tân, thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe container. Theo đó, chiếc xe container mang biển kiểm soát 28C01876 đang lưu thông theo hướng Long Thành, Biên Hòa. Khi đến địa phận trên thì tông vào phía sau một xe container khác đang dừng bên quốc lộ. Cú tông mạnh khiến đầu xe container bị biến dạng, hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy lênh láng trên đường. Tài xế mắc kẹt trong cabin được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau đó để xử lý hiện trường và điều tra làm rõ. Tại Hà Nội, sáng nay cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải tại đường Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo hình ảnh ghi nhận từ hiện trường, có thể thấy chiếc xe máy được dựng trước đầu xe tải. Bánh xe máy bị cong lệch, còn đầu xe tải bị vỡ nhẹ. Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị thương ở chân, trên mặt có một số vết dây sát, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, Chúng tôi xin được kết thúc bản tin bằng một cảnh báo về tình trạng bật đèn pha trong đêm không đúng cách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dưới đây là hình ảnh ghi lại một vụ tai nạn giao thông được đăng tải trên mạng xã hội trong sáng ngày hôm nay, 17 tháng 9. Theo hình ảnh từ clip, một người phụ nữ điều khiển xe máy đang lưu thông thì bất ngờ va phải đống rơm bên đường, khiến cả người và xe ngã văng xuống đất. Thời điểm này, một chiếc ô tô di chuyển theo hướng ngược lại, không kịp xử lý tình huống đã đâm trúng nạn nhân, khiến người này bị thương rất nặng, còn chiếc xe máy bị văng xa hàng chục mét. Có thể nhận thấy tại hiện trường không có đèn điện và chiếc ô tô đang bật đèn pha khi di chuyển. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến vụ tai nạn đáng tiếc này xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, khi di chuyển vào buổi tối, đèn pha được sử dụng để giúp tài xế quan sát tốt hơn. Tuy nhiên, nếu đèn pha bị bật một cách tùy tiện, có thể tiềm ẩn nguy hiểm, khiến người đi đường ngược chiều bị lóa mắt, không quan sát được đường phía trước nên rất dễ va chạm với người tham gia giao thông và các chướng ngại khác trên đường. Do đó, khi tham gia giao thông, nếu di chuyển trên những tuyến đường có người đi ngược chiều, các tài xế lưu ý nên hạn chế tối đa việc bật đèn pha nên chuyển đèn cốt pha đúng lúc. Nếu có thể, hãy sử dụng chế độ đèn chiếu gần để không gây ảnh hưởng đến các phương tiện đi trong chiều ngược lại. Việc làm này sẽ giúp giảm thiểu tối đa những va chạm đáng tiếc và cũng là biểu hiện của văn hóa giao thông. Theo khoản 3, điều 5, nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người điều khiển ô tô sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định, sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Đối với xe máy, mức phạt này là từ 100.000 đến 200.000 đồng. Cả hai mức phạt trên cũng được áp dụng với hành vi không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn. Vừa rồi là những tin tức tai nạn giao thông chúng tôi cập nhật được trong ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.